Chào các bác, đây em quay trở lại với cái cây, một trong những cây kiếm có từ lâu rồi, nhưng mà người kiếm nhân rất là chậm. Không biết nó là cây ngày xưa thì là cái bác chủ ấy mua được mua được một cái cây này từ rất lâu rồi, và mua gốc là của rừng nào thì không biết, nhưng mà hồi đấy là mua ở trong Sài Gòn. Hoa nó màu xanh và nó không giống bất kỳ một cái cây kiếm nào em đã từng biết, dù của rừng Việt Nam hay là của Thái. Đây là một cành hoa nó bị ói, nó chỉ có mấy bông thôi, nó bị ói mà. Đây, và không những bị ói mà còn bị rụng mất nụ này, chứ không phải là cần hoa nó thưa như này. Đây, nó rụng nụ này, rụng do là ong châm hay bướm hay cái gì đó, thế là nó bị thui xong rồi là nó rụng. Bây giờ em quay vào cái cây kiếm này. Cây này là một trong cái cây kiếm mà xanh mà em thấy nó rất đẹp, nó nở ngay ngắn và rất đẹp. Cây này là cây em tạm gọi nó là cây thanh thiên vân, bởi vì cây này em không thấy nó giống cái nào chắc chắn luôn. Hoa của nó màu xanh. Đây thì nó là do ánh nắng đó, nó cũng với cả quay bằng điện thoại ấy, thì nó không được xanh cho lắm. Nó là kiểu ánh nắng vào thì nó thành xanh vàng. Nhưng với cái bông hoa này thì em nhận định rằng nó là một cái cây ít người có mà nó rất đẹp, cánh nó nở căng, lưỡi quay video nó không lên được màu luôn, không lên được màu trắng luôn. Còn cái này nó là lưỡi trắng nhụy vàng, nhưng trông nó trắng quá. Cánh bầu dạng cánh bầu rất to, chứ em không biết nói như nào. Bông nó to như là bông phan chí vậy, cánh rất to, thân lá nó cũng tương đối. Nhưng mà thân lá cái này thì nó, nếu mà so với những cái cây khác ấy, thì nó là dòng, một dòng lá khác. Phan chí thì nó là dòng lá ngắn, lá rực, nó kiểu ở vùng, như em biết thì rừng Campuchia nó rất nhiều cái cây mà nó dạng lá ngắn như vậy và to như vậy. Còn ở rừng Việt Nam ấy thì nó có lá nó dài và nhỏ hơn. Còn hàng Lào thì lá nó cũng như vậy. Còn cái cây này thì chắc có thể là hàng Lào hay hàng gì đó đại loại vậy. Em không biết nó là cây gì, nhưng nó chỉ biết là hoa nó như này và rất là đẹp, và chưa thấy ai gọi tên cái này. Cái này nó là cái đột biến An Ba, nó là xanh lưỡi trắng, chứ nó không giống với cả những cái cây nào cả, không giống với những cái cây mà em đã từng biết. Bởi vì những cây nào mà xanh vàng mà em biết của Thái hay của Đài Loan ấy, em nhìn em biết ngay, em nhìn em biết rằng là nó là cái cây này là cái cây của Thái hay của Đài, nó là dòng Taiwan hay là dòng Lai hay là dòng Mô hay dòng gì là em biết. Nhưng cái cây này thân lá nó rất là khác. Đây là củ lá của nó, không giống ai cả, nhìn cái này có thể nhận ra ngay. Nhưng chắc chắn cây này không phải cây Đài Loan, bởi cây Đài Loan nó là dạng lá rực, củ nó dài như này. Cây Đài Loan củ dài này nhưng mà dạng lá rực, còn đây là dạng lá võng chắc chắn không phải là Đài Loan rồi, bởi Đài Loan nó lá rực, lá chữ V dựng lên rồi. Cái này đây anh chị có thể nhìn tổng thể, củ rất dài nhưng nó dạng lá võng, củ dài to như cổ tay ấy. Đây là có cái nụ tới là hoàn thiện này. Thì có thể là em có thời gian ở nhà thì em sẽ quay video về cái nụ này. Cái nụ này thì nó rất là dài, nhiều bông lắm, nó chia thì cân đối rồi. Nhưng cái là nụ này ói thì tiện em ở đang ở nhà thì em sẽ quay luôn. Cái kiếm này thì nó rất đẹp, đài nó mở, ba cánh của nó thì rất là ngay ngắn, lưỡi to, đài mở, hai cái đài trên này nó mở này là đẹp này, chứ nó không bị mở quá. Cái này em đánh giá nó cao hơn cây, cao hơn nhiều cây. Bây giờ không nói hơn cây nào, bởi vì là mỗi cây thì nó một vẻ. Nhưng nếu chấm điểm cây này đài mở ngay ngắn cân đối này rất là đẹp. Cây này đây cần cành hoa bị đốt này, cành hoa nó bị con gì nó đốt, nó bị tật. Đây này, nó bị tật, nhưng thực ra nó vẫn nở rất đẹp. Bởi vì là nó cây này bị tật, bông nó ngẹo ra cơ. Nhưng bông này thì nó là bông, nhìn là mình có thể
Nhưng em đánh giá nó rất là đẹp, bởi vì em nhà rất là nhiều kiếm. So với những cái cây đã nở thì cây này nó là cây nào đẹp hơn thì em có thể đánh giá nó, và cây nào đẹp đến đâu thì em sẽ bán giá theo cái giá trị của cái hình hoa nó. Hình hoa nó đẹp, cây nó đẹp, thân lá đẹp thì em sẽ bán theo đúng cái giá trị của nó, chứ em không bán theo cái giá trị đó chính là tên tuổi. Đương nhiên là một số cây tên tuổi lâu năm nó vẫn giá trị bởi vì nó là cây rừng Việt Nam. Còn như những cây này thì nó là những cái cây rất là đẹp thì em sẽ bán theo cái giá trị đẹp của nó. Nó đẹp đến đâu em bán đến gần đấy tiền. Còn những cây mà nó không đẹp lắm, không đẹp bằng thì em sẽ bán nó sẽ rẻ hơn. Như cây này thì là cái cây em thấy nó rất đẹp. Đẹp thì diễn tả nó như thế nào để cho mọi người nhận biết nó là đẹp, thì nó có những cái tiêu chí đánh giá của một bông hoa ấy. Thì ví dụ tiêu chí đánh giá của nó là vai nó phải ngay ngắn như này, và lưỡi cân đối với cánh hoa, không bé quá không to quá. Như xanh Huế lưỡi bé hơn, bé lưỡi bé hơn cánh, mất cân đối hơn, và đài nó không mở đều như này. Cái này nó mở đều như là kiểu dạng 5 sao ấy, một ngôi sao 5 cánh, đúng không ạ? Đây là mọi góc quay của cái cây kiếm này. Thì với cái thân lá cái này thì nó với thân lá nó khác, nên là hoa nó cũng có sự nhận biết, là nhìn cái là nó rất là dễ nhận biết. Thân lá của cái này thì nó đây, anh chị có thể nhìn những cái củ già này. Đây này, những củ già rất là dài, lá võng, củ dài nhá, lá võng chứ không phải dạng lá dựng như là tai quăn. Và lá cái này nó có một số điểm là nó hơi sần nhẹ, hơi sần nhẹ. Đây những lá cũ này, nó sần nhẹ nhưng nó vẫn màu xanh. Đây là sần nhẹ của nó, củ rất là dài, củ lá của nó thì nó, em nói nốt chi tiết về cái lá của nó sẽ to khoảng từ 2 đến 4 cm, tùy vào cái lá nó to hay nhỏ. Và củ của nó thì nó sẽ dài tầm độ khoảng từ 5 đến 8 cm, có thể là 10 cm nếu lên đỉnh củ, bởi củ nó dài lắm, nhưng nó nhỏ thôi, nó chỉ tầm khoảng 3 đến 4 cm, những cái điểm to nhất của nó. Củ dài to, củ dài to. Và nhìn như cây này thì em có thể nói là nhìn thân lá có thể nhận biết được như là cái cây xanh Huế. Nó dễ nhận biết bởi vì nó có quá nhiều sự khác biệt, nó không giống những cây nào khác cả. Còn ví dụ như những cái cây tai quăn ấy, thì nó đều là những cái cây thân lá nó xem nhau. Nhìn thân lá sẽ rất khó phát hiện ra là cây nào là cây tai quăn 1, cây nào cây tai quăn 2, cây nào cây số 3, cây nào cây số 4, cây nào số 5 thì nó khó hơn. Nhưng như chơi những cái cây này thì là mình có thể nhìn cái là mình biết ngay nó là cây gì, hoa như nào. Những cái bông hoa như này là quá cân đối và đẹp. Thì nó có nhiều cái tiêu chí chấm điểm. Tiêu chí chấm điểm thì có thể là nó sẽ chấm tổng thể trước, thân lá xong đến cần hoa. Thân lá xong đến cần hoa xong rồi đến bông hoa. Thì thân lá cái này thì nó cũng gọi là thân lá to. Cần hoa thì cần hoa cái này thì nó đang bị ói nên là nó không đẹp lắm. Thì em cũng không nói, nhưng cái bộ cánh của nó thì như này là cân đối, đài mở. Hai cánh đài trong mở, ngay ngắn, không bị quăn, không bị quăn cánh, không quăn lưỡi. À, nó chỉ quăn lưỡi thì nó không bị vẹo, quăn nhưng nó thẳng, nó không bị vẹo. Đây là bông này nở ngày thứ 3 này, nở ngày thứ 3 nó không bị vẹo, nó không bị vẹo, lưỡi nó thẳng. Bông ngay ngắn chứ nó không giống như những cái cây lưỡi vặn vẹo, bởi vì một số cây ấy, khi nó nở ra mới đầu thì nó phẳng như này thôi, nhưng mà sau nó vặn vẹo, lưỡi nó vặn vẹo, nó không ngay ngắn, nó sẽ giá trị nó sẽ kém hơn, nó không đẹp bằng những cây này. Những cây ngay ngắn này, bông ngay ngắn và cánh bầu thì tự nhiên là mình nhìn mình đã thấy thích rồi. Tiêu chí chấm điểm mình vẫn có thể nói ra được. Tổng thể thân lá, cần hoa, xong chia hoa xong rồi đến cánh hoa. Bởi vì chia hoa mà những cái bông mà nó, ví dụ như phan chí ấy, nó ra những cái bông một cần nó chia rất là dày hoa, thì một cần nó phải được mấy chục bông chẳng hạn đấy. Còn những cây này chia hoa thì nó thua luôn cái phan chí luôn, nó chỉ là cái bông to thôi chứ còn chia hoa thua. Bởi chia hoa cái kia nó chia dày một cánh nó bầu. Thế nên là cái cây giá cái phản chí nó rất là cao. Thì mình chơi sưu tầm thì có thể là chơi sưu tầm mỗi thứ một tí, chứ không nhất thiết cũng phải là phản chí. Bởi phản chí mình có rồi mình sẽ sưu tầm những giống khác. Nhưng mà có những cái giống này thì mình cũng có thể sưu tầm thêm. Bởi vì những cây này nó cũng là cây rất là đẹp. Cây này mới nở thì nó sẽ là xanh, nhìn ngoài đời thật nó sẽ là xanh. Còn khi nó nở 3 ngày 3 4 ngày thì nó sẽ xanh vàng. Nhưng cây này thì em đánh giá nó xanh hơn xanh Huế. Cây này xanh hơn xanh Huế, và em biết cây xanh Huế nó nở hàng mấy chục lần nha em, hàng trăm lần rồi. Còn cây này thì em thấy là nó xanh hơn.
nó là một cây rất đẹp, nhưng mà cái là khi mà quay video ấy, em quay bằng điện thoại iPhone ấy, thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Màu của nó ấy, nó bị ánh sáng nó phản nhiều ấy, thế đâm mà không thể nhận biết được chính xác nó là màu sắc thật của nó đâu. Màu sắc thật của nó thì anh chị mà có rảnh thì lúc nào có hoa thì có thể liên hệ với em, sau đó có hoa em sẽ báo. Bởi vì cây này nó chỉ nở hoa vào dịp hè thôi, nó không nở nhiều đâu, nó nở dịp từ tháng 5 đến tầm độ tháng 10, dịp hè thu đấy. Bây giờ thì nó đang có hoa ở đây thì anh chị có thể đến ngắm luôn, hoặc đợt tới trong tháng 6 này nó có vẫn còn hoa thì anh chị có thể đến xem trực tiếp tại cửa hàng hoặc vườn, nó có những cái cây đang hoa này thì anh chị có thể mua thì nó sẽ ok hơn. Bởi vì cây bây giờ mình biết hoa chứ bây giờ mà cứ nhìn qua hình ảnh thì nó đôi khi nó không đúng, bởi vì qua hình ảnh đôi khi nó chỉ mới hé thôi là người ta đã chụp rồi. Còn đây những cái cây em quay video là tất cả đều phải nở căng vài ngày em mới quay, bởi vì như nở căng vài ngày em mới quay ấy, thì khi mà anh chị nhìn bông ấy, anh chị biết được rằng là cánh nó không phải to như là trong ảnh đâu, nhưng mà những cái ảnh mà em chụp ấy thì nó trông nó cũng khá là đẹp, đẹp hơn này ít thôi, chả đẹp hơn nhiều đâu. Bởi vì khi ảnh thì em chụp đôi khi là nó có những lúc mà em tiện em ở nhà em có thể chụp những lúc nó mới hé hoặc là nở gần căng ấy thì nó cánh nó bầu đẹp hơn. Nhưng mà những cái lúc như này thì nó cũng là những là quay video này được thì nó sẽ là rất đẹp, anh chị có thể nhìn thấy và cảm nhận. Thì có gì mà chi tiết thì anh chị liên hệ với em, thì em sẽ tư vấn đầy đủ về tất cả các loại cây. Đương nhiên tư vấn là miễn phí rồi, cái gì nó cũng như thế, tư vấn chắc chắn sẽ là miễn phí. Còn việc anh chị mua hay không điều đấy với em không quan trọng, quan trọng là anh chị nhìn cây này và anh chị mua được chuẩn cây của người ta. Nhưng phải mua được chuẩn thì bản thân anh chị mua sưu tầm về được cái giống này rồi là mình biết là cây này là cây, ví dụ như cây này em gọi là Thanh Thiên Vân ấy, thì nó sẽ là cây Thanh Thiên Vân chứ nó không thể là một cái cây khác được. Thì anh chị có thể nhìn nó và đăng ký kênh của em thì anh chị có thể nhớ được. Đến là khi nào mà cần ấy thì chỉ cần vào kênh của em thì anh chị có thể là xem được cái mặt hoa này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Chào anh chị và hẹn gặp lại.